Với định hướng trở thành địa phương khởi nghiệp, từ năm 2015, tỉnh Đồng Tháp đã phát động chương trình khởi nghiệp với nhiều hoạt động, sự kiện nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân trong người dân, doanh nghiệp đã được triển khai. Để đồng hành cùng thanh niên trên con đường khởi nghiệp, thì Đoàn Thanh niên tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường thuận lợi, tiếp lửa cho các bạn trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp. Mắm chao cá mè, bánh kẹp hạt sen, xoài sấy dẻo. Đây là những dự án khởi nghiệp được lọt vào vòng bán kết cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2021 do Đoàn Thanh niên tỉnh Đồng Tháp tổ chức. Lần đầu tiên diễn ra vào năm 2017, cuộc thi này đã trở thành diễn đàn chung kết nối những bạn trẻ có ý tưởng sản xuất kinh doanh với các nguồn lực cần thiết để hiện thực hóa ước mơ của mình. Chúng tôi kết nối, giới thiệu các dự án này đến với các doanh nghiệp, các cái quỹ hỗ trợ khởi nghiệp. Các bạn này sau đó là được các chuyên gia đầu ngành tư vấn và hỗ trợ rất là nhiều. Hàng tuần chúng tôi cũng có cái buổi cà phê, những cái buổi talk show giữa các bạn thanh niên khởi nghiệp với các anh chị doanh nhân, trao đổi chia sẻ để giải đáp các thắc mắc. Dự án Nhang Sen Liên Tâm của cô gái trẻ Ngô Ngọc Anh cũng đã được chắp cánh từ cuộc thi này. Đạt giải nhì trong cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2019, Ngọc Anh đã nhận được nhiều hỗ trợ để khởi nghiệp từ một ý tưởng thời sinh viên. Sản phẩm của cô gái trẻ này là nhang làm bằng gương sen, một tài nguyên bản địa của quê hương Đồng Tháp. Cái vai trò quan trọng nhất của tỉnh trong cái dự án này của mình đó chính là việc truyền cảm hứng. Lúc bấy giờ là tỉnh bắt đầu xây dựng cái thương hiệu đất sen hồng cùng với nhận diện rất là nhiều cho cái truyền thông về sen. Thì từ đó mình khát khao làm cái gì đó cho quê hương, bắt nguồn từ chính cái sản phẩm của quê hương mình. Dự án khởi nghiệp ở Đồng Tháp được nhiều hỗ trợ hơn từ tỉnh và được nhiều cái như là từ đào tạo nè. Mở các lớp đào tạo về đầy đủ các mảng như bán hàng, truyền thông, thương hiệu, thiết kế bao bì. Qua 5 năm được tổ chức, cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đã ghi nhận 477 ý tưởng, dự án sản xuất kinh doanh của thanh niên trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cuộc thi vẫn được tổ chức, chỉ thay đổi hình thức từ trực tiếp sang trực tuyến. Thông qua cái hình thức là trực tuyến, góp phần là đảm bảo việc triển khai các hoạt động phong trào khởi nghiệp nó không bị gián đoạn. Có những địa điểm, địa phương các bạn là ở trong cái khu vực là đang phong tỏa, cách ly. Nhưng mà những bạn này sử dụng cái phương thức công nghệ thông tin cũng đã kết nối được và chúng tôi cũng đã hỗ trợ được các bạn để cung cấp những cái kiến thức về khởi nghiệp. Sự hỗ trợ, đồng hành từ rất sớm này đã giúp các bạn trẻ khởi nghiệp trên mảnh đất sen hồng tự tin hơn, sáng tạo hơn trong các ý tưởng khởi nghiệp và từ đó tiếp tục tạo thêm giá trị gia tăng cho những tài nguyên bản địa, làm giàu cho bản thân và cho mảnh đất quê hương.